Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024 tới đây, Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt tổ chức sự kiện cho gần 1.000 du khách tham dự chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Francisco tại đảo quốc Singapore. Chương trình này thuộc một phần trong chuyến tông du nước ngoài lần thứ 45 của Đức Thánh Cha từ ngày 2 tới ngày 13 tháng 9 tại 4 quốc gia Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor, Singapore. Sự kiện đồng hành cùng chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tại Singapore năm 2024 đánh dấu cột mốc tiếp theo của Công ty Du lịch Việt lần lượt tại Myanmar năm 2017, Nhật Bản, Thái Lan năm 2019, Mông Cổ năm 2023 và Singapore năm 2024. Với sự tham gia của hàng ngàn du khách Việt Nam, với phần đông là các tín hữu Công giáo, trong đó có cả các đức giám mục, linh mục và tu sĩ, Du lịch Việt cũng là đơn vị được sự ủy thác của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong vai trò nhà tổ chức. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện du lịch, Công ty Du lịch Việt được sự ủy thác của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức chương trình du lịch kết hợp tham dự sự kiện đồng hành cùng Đức Giáo Hoàng Francisco tại Singapore. Sự kiện này quy tụ gần 1.000 khách Việt Nam tham dự từ khắp mọi miền đất nước, với 22 giáo phận từ 100 giáo xứ cũng như các bà con Việt Kiều đã tham gia chuyến đi này. Trong hành trình đến Singapore lần này, du khách sẽ được tham quan các công trình và cảnh đẹp của đảo quốc Singapore văn minh hiện đại. Đặc biệt, sự kiện quan trọng nhất của chương trình là đoàn Việt Nam cũng được tham gia vào thánh lễ đại chào do Đức Giáo Hoàng Francisco chủ sự diễn ra tại sân vận động quốc gia Singapore Sports Hub vào lúc 17 giờ thứ Năm ngày 12 tháng 9 năm 2024. Bên cạnh đó, du khách cũng tham gia các thánh lễ dành riêng cho các phái đoàn Việt Nam và các sự kiện giao lưu chung của toàn bộ phái đoàn. Công tác tổ chức của Công ty Du lịch Việt được khẳng định qua nhiều năm liền với thương hiệu là một trong những doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, Du lịch Việt cũng là đơn vị tổ chức các sự kiện du lịch hàng đầu dành cho người Công giáo. Những chuyến hành hương được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt hậu cần kết hợp với chương trình tham quan, đan xen là những giây phút thờ phượng, thăm viếng các thánh tích, thánh đường. Công ty Du lịch Việt xem sự kiện đoàn hành hương với gần 1.000 khách đón Đức Thánh Cha Francisco tại Singapore là một trong những sự kiện quan trọng nhất của công ty trong năm 2024. Sự tự tin trong năng lực tổ chức, cung cấp dịch vụ theo cam kết sẽ đảm bảo cho khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất trong chuyến đi này.